Chào cả nhà, thì hôm nay mình thấy cái cảnh tiếu tiếu mình quay cho cả nhà xem, đó là thằng Vàng nó vô cái thau nước màu đỏ, nó đứng ở trong, nó tắm ở trong á. Nãy giờ nó vô nó tắm nãy giờ. Nó kiếm con gì đặng á. Ra rồi. À, lát chạy vô nữa hả? Rồi phá hả? Phá hả Vàng? Rồi đúng vậy. Em đó. Em ơi chơi. Vàng làm gì vậy? Kiếm gì không đó à? Lấy nước cho con uống, đổ hết ráo à. Đi chơi đây. Rồi đây. Vàng làm gì vậy Vàng? Chú Kỳ làm gì vậy? Chú Bi nữa. Hết hồn chưa? À, tự nhiên đi đang đá cái thau làm hết hồn. Rồi đó con. Vô nhốt về luôn nè. Nhốt về luôn nè. Ở lì nè, lì hỏi lì nhất nhà nè.
Rồi còn cái răng nè. À, mới ra thì sợ sợ, giờ hết sợ rồi, giờ em rồi. Em út ở nha. Em út mới cha mới đem về đó nha. Nói chung là muốn xác định nuôi một đứa là phải rõ ràng. Ê dốc cưng 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 hù em hả mày? Ê thằng út quậy, đưa đây nở nè con. Ừ. Chui đây là em, chui đây là không ai kẹo con hết á. Làm như có miếng xúc xích gì vậy, nó nằm ở dưới này, mấy đứa này nó kiếm không được hay gì á. À con miếng xúc xích đây nè, nó ăn đây ngoài kìa, ngay mặt đó đó, rồi lụm rồi xong rồi. Rồi con lợ con chui vô con cái chậu chuộng nằm đây. Thằng vàng nó cười cái chân nó chân kiền. Thôi xin dừng video ở đây nha cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Nói thì cô chú anh chị gần xa có khả năng thì giúp đỡ cho đoàn cuốn của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thôi xin chào cả nhà.